chúng ta lại cùng ăn Tết Nguyên Đán và đón xuân trong một hệ thống căn cứ vững chắc. Nhưng việc binh không thể một khắc lơ là. Anh em đừng quên, muộn nhất là sau rằm tháng giêng, nghĩa quân phải hoạt động trở lại. Vậy là một lần nữa phòng tuyến của ta lại bị phá vỡ rồi. Bao nhiêu quân lương, thóc gạo, cả ấn tín, giấy tờ, đồ đạc, kiếm lệnh đều bị chúng cướp đi hết. Người mà cũng phản bội ta sao? Người dắp tâm ra đầu hàng giặc Pháp, phản bội lại sự nghiệp của cuộc khởi nghĩa mà ngươi đã cùng ta góp xương máu tạo nên sao? Anh em đừng nghĩ chúng ta không có gì trong tay để chống lại giặc Pháp. Núi rừng yên thế và lòng dân chính là chỗ dựa của chúng ta. Hơn hết, chúng ta có những kinh nghiệm xương máu và lòng quyết tâm phục thù. Chúng ta hiểu từng cái cây ngọn cỏ ở yên thế, lo gì không gây dựng lại được lực lượng. Trao lại chức tổng chỉ huy lãnh chức tổng thống quân vụ của phong trào Cần Vương đất Bắc cho vị tướng tài ba Hoàng Hoa Thám. Mong thủ lĩnh mới chân cứng đá mềm nhận trọng trách cao cả này, khôi phục và tổ chức lại nghĩa quân ở yên thế thống nhất làm một. Trước đất trời và tổ tiên, tôi Hoàng Hoa Thám xin khắc ghi lời, thề một lòng yêu nước thương nòi, quyết chiến với giặc Pháp, nối chí ông cha, bất khuất kiên cường, giành độc lập cho nước nhà. Sau khi gia nhập nghĩa binh của Lương Văn Nắm ở yên thế, Hoàng Hoa Thám trở thành vị tướng tài ba, đánh bại quân Pháp trong nhiều trận đánh lớn, đặc biệt trong các cuộc tấn công của Pháp vào đồn Hố Chuối. Dù tỷ lệ giữa quân ta và quân địch là 1:15, song với sự tài tình trong chỉ huy của Đề Thám với lối đánh du kích, nghĩa quân yên thế đã chiến thắng oanh liệt. Pháp lại tấn công rồi, nhanh lên vận chuyển lương thực ra khỏi đây để nghĩa quân chuẩn bị lực lượng phản công chúng. Bọn chúng đốt đồn Hố Chuối rồi. Tất cả nghe đây, bất chấp tình thế, các đội vô địch tất thắng, tinh nhuệ tuyệt đối không nao núng, phải kiên quyết chống giữ và sẵn sàng chờ đợi xung phong. Rõ. Hỡi các lính Khố Đỏ, hãy phản chiến đi, chúng tôi không làm hại các anh đâu. Kẻ thù chung của chúng ta là bọn Pháp. To gan thật, có ta ở đây mà dám công khai kêu gọi lính Khố Đỏ làm phản. Binh lính của ta có cả ngàn người mà không đấu nổi với 150 tên giặc cướp. 3 lần quân Pháp tấn công vào Hố Chuối thì cả 3 lần đều bị Hoàng Hoa Thám đánh bại. Lượng và Nắm có Hoàng Hoa Thám bên mình không khác gì hổ mọc thêm cánh. Dạ, Hoàng Hoa Thám ra lệnh chỉ được đổ súng khi có lệnh và khi quân Pháp đến thật gần, nên quân ta đang ngừng tiến quân. Được lắm, ta đã lên kế hoạch rất chi tiết cho đêm nay. Chúng sẽ nhận được một món quà bất ngờ. Hãy tập trung hỏa lực cực mạnh các loại để chuẩn bị cho cuộc tiến công đi. Pháp đã cho pháo binh, súng cối bắn vào Hố Chuối, pháo đài Bắc và Nam suốt 3 giờ liên tục rồi. Cấp báo, Pháp đã bao vây chiếm đóng các điểm cao, chúng ta đang bị uy hiếp. Thưa ngài đại tá, Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân hắn lại biến mất rồi. Cho chiếm toàn bộ vũ khí và đuổi theo quân phiến loạn đó cho ta. Ghê gớm thật, vỏ đạn được sản xuất từ năm 1886. Chúng lấy ở đâu ra? Trong khi lính Pháp cũng mới chỉ được dùng loại đạn sản xuất từ năm 1883 đến năm 1884. Chúng đã có những tiến bộ thực sự về mặt tổ chức, trang bị, kỹ thuật quân sự và một lòng can đảm mà chúng ta không thể phủ nhận. Như vậy là nghĩa quân vẫn còn nguyên vẹn và còn rất mạnh. Chúng có vô số xảo huyệt mà ta không thể biết, và muốn đánh chiếm những xảo huyệt ấy cần mở những chiến dịch lớn trong rừng. Dưới trướng của Lương Văn Nắm, Hoàng Hoa Thám đã chỉ huy nghĩa quân chiến đấu và đẩy lùi nhiều đợt tấn công của thực dân Pháp nhằm dập tắt sự lớn mạnh của phong trào thực dân Pháp tổ chức càn quét tấn công dữ dội. Nghĩa quân phải rút dần lên Đồng Hòm tiếp tục chống Pháp. Nghĩa quân yên thế sẽ làm gì để chống lại quân Pháp? Năm 1891, quân Pháp tấn công đồn Hố Chuối, nghĩa quân Đề Thám phải rút lên Đồng Hòm. Toàn bộ thủ lĩnh và nghĩa quân yên thế lại phải bắt tay củng cố
và làm mới phòng tuyến trên sông Sỏi để chuẩn bị sống mái với kẻ thù. Tranh thủ thời cơ, quân Pháp vừa tổ chức các cuộc càn quét, vừa xây dựng các đồn bốt để bao vây nghĩa quân. Thưa anh em, vậy là sau một thời gian củng cố phòng tuyến để chống lại kẻ thù, chúng ta lại cùng ăn Tết Nguyên Đán và đón xuân trong một hệ thống căn cứ vững chắc. Nhưng việc binh không thể một khắc lơ là. Anh em đừng quên, muộn nhất là sau rằm tháng Giêng, nghĩa quân phải hoạt động trở lại. Thủ lĩnh yên tâm, tuy chúng ta không còn đồn Hố Chuối, nhưng anh em vẫn đang chia nhau kiểm soát rất chặt cụm cứ điểm 7 công sự ở phòng tuyến sông Sỏi. Tôi chắc chắn trong vòng 6 tháng có thể tạo ra hành lang an toàn để vận chuyển lương thực, vũ khí. Chỉ hơn một tháng kể từ khi rút khỏi đồn Hố Chuối, nghĩa quân yên thế đã hoạt động trở lại, thường xuyên đánh phá các đường giao thông tiếp tế của Pháp từ đồng bằng lên miền Thượng Du. Tuy nhiên, tiến trình bình định đã đạt được những tiến bộ, thưa thiếu tướng. Băng đảng của chúng đang bị phân tán thành từng nhóm nhỏ rồi sa vào tình cảnh đói kém. Nếu quyết tâm truy đuổi, chúng sẽ bị triệt hạ và biến mất hoàn toàn. Tôi có thể xác nhận điều này. Nhiều thủ lĩnh dưới quyền Lương Văn Nắm đã đầu hàng. Một số kẻ khác đã rời bỏ các khu rừng yên thế lên các vùng cao tỉnh Thái Nguyên. Hoàng Hoa Thám thì vẫn không hàng phục và tiếp tục đụng độ với quân Pháp. Dù vậy, vấn đề nối giấy ở yên thế vẫn chưa được giải quyết đâu. Các ông nên nhớ, trong khu vực này chúng ta phải đối đầu với một kẻ thù táo bạo, được vũ trang tốt và có năng lực chiến đấu. Đám phản loạn này chưa bao giờ hành động như những tên cướp thô tục, mà là những người nổi dậy có vũ trang để phục vụ cho lý tưởng quốc gia. Chính điều này làm nên sự bền bỉ của chúng. Vì vậy, để dập tắt mầm mống phản loạn của dân yên thế, cần phải chia rẽ nội bộ và lôi kéo những thủ lĩnh chủ chốt về ta. Muốn làm điều đó, ông không thể dùng súng đạn, ông hiểu không? Dạo này, Ngài Toàn Quyền đang cho xây cất lại chùa chiền, chợ búa, trấn an giáo dân, mở lại các khoa thi nho học. Xem ra, Ngài ấy là một vị toàn quyền mềm mỏng đó. Đúng đấy. Từ khi lên, ông ấy cho thi hành một loạt chính sách mới rất là tốt. Chẳng biết thế nào, nhưng giá mà cứ được sống yên ổn thì tốt bà con nhỉ. Tôi cũng mong được sống trong cảnh thanh bình như xưa, để thỏa những ngày nằm gai nếm mật nơi rừng núi. Các người không nghĩ đó chỉ là một thủ đoạn tô vẽ tinh vi của địch thôi sao? Thủ lĩnh, lãnh hương đã ra hàng Pháp ở Cao Thượng, sau đó là lãnh xuất, đội vực, đề thắng cũng ra hàng. Giờ thì quân Pháp lại tăng cường sục sạo yên thế. Chẳng mấy chốc rồi, hệ thống phòng tuyến sông Sỏi của nghĩa quân cũng bị phát hiện thôi. Rồi chúng ta sẽ cầm cự được bao lâu cơ chứ? Với quyết tâm dập tắt khởi nghĩa yên thế, quân Pháp không từ một thủ đoạn nào, từ phủ dụ đến bao vây tàn sát. Đây là thời điểm khó khăn với nghĩa quân, bởi một số thủ lĩnh tỏ ra mệt mỏi, muốn từ bỏ cuộc chiến. Diễn biến tiếp theo của cuộc khởi nghĩa sẽ diễn ra như thế nào? Từ cuối tháng 10 năm 1891, quân Pháp mở chiến dịch lớn tấn công vào yên thế nhằm tiêu diệt hệ thống phòng tuyến sông Sỏi. Chúng huy động hơn 2.000 quân, bao gồm nhiều binh chủng, ồ ạt tấn công vào căn cứ. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, sau nhiều trận kịch chiến, lực lượng nghĩa quân bị suy yếu rõ rệt. Tất cả nghe đây, mục tiêu tác chiến của chiến dịch này là bao vây phòng tuyến sông Sỏi, kiểm soát toàn bộ các con đường liên lạc với khu căn cứ, tiến hành đánh nghi binh và đặt pháo để nã vào hệ thống đồn khám nghè của đề nắm. Mọi người đã rõ chưa? Chúng có tận 200 quả pháo, sức công phá thật khủng khiếp. Phải cho nghĩa quân rút lui thôi. Ở đồn 15.000 cân gạo và trên 10.000 cân thóc, có mang đi không ạ? Không kịp nữa rồi, rút. Vậy là một lần nữa phòng tuyến của ta lại bị phá vỡ rồi. Bao nhiêu quân lương, thóc gạo, cả ấn tín, giấy tờ, đồ đạc, kiếm lệnh đều bị chúng cướp đi hết. Không thể để mọi chuyện cứ lặp lại thế này mãi. Phải tìm một hướng mới cho nghĩa quân, có vậy chúng ta mới có thể chiến đấu lâu dài với lũ cướp nước. Thưa thủ lĩnh, có thư của Đề Sặt mời thủ lĩnh qua ăn Tết Hàn Thực đó ạ. Em vợ của ta, chúng ta chinh chiến lâu ngày, đã bao năm mới có dịp ngồi bên nhau thảnh thơi như thế này. Nào, cùng ăn bát chè con ong này và ôn lại thuở Hàn Vi với ta.
Ngươi, ngươi mà cũng phản bội ta sao? Ngươi dắp tâm ra đầu hàng giặc Pháp, phản bội lại sự nghiệp của cuộc khởi nghĩa mà ngươi đã cùng ta góp xương máu tạo nên sao? Đừng nhiều lời, ta đã chán ngấy cảnh cùng các ngươi trốn chui trốn lùi trong rừng chờ chết rồi. Ngươi từng là chiến sĩ quả cảm, gan góc, vũ khí và sức mạnh của giặc không làm ngươi run sợ. Vậy mà này, trời ơi, hóa ra ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, ngu dốt và hám lợi. Ngươi mong kẻ cướp bố thí lòng thương cho ngươi sao? Đủ rồi, mọi người đã muốn từ bỏ cuộc chiến từ lâu. Chỉ ngày nay ngày mai thôi, khi tin mừng về cái chết của ngươi lan khắp nơi, sẽ có vô số người như ta hàng giặc đấy. Vậy thì ngươi hãy cẩn thận mà giữ lấy mạng cho mình đi. Bởi vì một ngày không xa, nếu ngươi không bị giặc Pháp lấy mạng thì cũng bị chính nghĩa quân Yên Thế tìm đến xử tội phản chắc đó. Và người làm điều đó chính là Hoàng Hoa Thám. Vậy là việc đã xong rồi. Ở đây chúng tôi có 50 người và 48 súng. Chúng ta hãy đến đồn chỉ huy cao thượng đầu hàng và giao nộp vũ khí trước khi mất mạng. Cái chết của Đề Nắm năm 1892 đã gây ra tổn thất lớn lao cho phong trào Yên Thế, kéo theo một loạt những mất mát về sau. Lúc này phong trào đòi hỏi một thủ lĩnh mới đủ tài năng để tiếp tục mở ra hướng đi đúng cho nghĩa quân. Và Hoàng Hoa Thám chính là người có sứ mệnh gánh vác trọng trách và nghĩa vụ lớn lao này. Năm 1892, thủ lĩnh đứng đầu phong trào Yên Thế bây giờ là Lương Văn Nắm bị sát hại. Lực lượng nghĩa quân giảm sút, trang bị vũ khí thiếu hụt. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, Hoàng Hoa Thám đã đứng ra tổ chức lại phong trào và trở thành thủ lĩnh tối cao của nghĩa quân Yên Thế. Ta biết mà, Đề Sặc, ta đã luôn nghi ngờ hắn mang mầm mống phản loạn. Chỉ không ngờ hắn dám ra tay giết hại chủ tướng, và cũng là người bạn đã đồng cam cộng khổ cùng hắn suốt cả đời người. Vậy là chúng ta đã mất đi một thủ lĩnh suốt đời chỉ hy sinh cho sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm. Tương lai nghĩa quân sẽ đi về đâu? Chúng ta không thể bỏ cuộc, không thể chịu thua được. Điều ta lo ngại nhất bây giờ là hậu quả từ sự phản bội của Đề Sặt. Đề Sặt vốn là người có uy tín, có tài năng quân sự. Việc hắn ra đầu hàng sẽ làm nao núng lòng quân, tạo ra những mảng vỡ lớn trong đội ngũ. Thưa chỉ huy, riêng hôm nay đồn ta đã tiếp nhận 4 tay thủ lĩnh dưới trướng Lương Văn Nắm quy hàng cùng các đồng đảng. Tốt lắm. Cái chết của Lương Văn Nắm và sứ quy hàng Đỗ Văn Hùng đã trở thành một căn bệnh lây truyền trong hàng ngũ bọn chúng. Tôi đang nóng lòng chờ một nhân vật quan trọng sẽ tới đây quỳ gối xin chết, đó là Hoàng Hoa Thám. Hoàng Hoa Thám đã luôn chiến đấu để chống lại chúng ta với một sự can đảm và kiên trì rất đáng thán phục, không dễ gì mà khuất phục được đâu. Cho dù là vậy thì ông ta lấy gì trong tay để chống lại chúng ta? Những chiến hữu thì đã ngã xuống, kẻ thì phản bội hoặc mệt mỏi ra hàng. Lực lượng thì giảm sút, trang bị vũ khí cũng thiếu hụt. Bản thân ông ta không phải một nhà nho, không phải là một quan lại cũ, cũng không thuộc gia đình dòng dõi nổi tiếng ở An Nam, tức là không phải một sĩ phu. Ông ta có gì? Anh em đừng nghĩ chúng ta không có gì trong tay để chống lại giặc Pháp. Núi rừng Yên Thế và lòng dân chính là chỗ dựa của chúng ta. Hơn hết, chúng ta có những kinh nghiệm xương máu và lòng quyết tâm phục thù. Chúng ta hiểu từng cái cây ngọn cỏ ở Yên Thế, lo gì không gây dựng lại được lực lượng. Giờ lòng quân nào đúng như rắn mất đầu, cần có một lối thoát, cần lấy lại nhuệ khí và cần tập hợp lại phong trào. Muốn gây tiếng vang để lấy lại thanh thế thì cách nhanh nhất là giết chết Đề Sặt, trả thù cho thủ lĩnh. Mấy hôm nữa bên cao thượng mở hội, tôi sẽ vào nhà nó, bắt nó phải cơm cúng Đề Nắm ngay tại sàn nhà, để cảnh cáo những tên đã ra hàng làm tay sai cho giặc. Thiếu tá Bali, nguy to rồi. Lợi dụng lúc quân ta lơi lỏng, Đề Thám cùng một số thủ hạ tổ chức bắt sống Đề Sặt tại nhà riêng, rồi bắt đi bêu cả vùng để trả thù cho Đề Nắm. Dân chúng khắp nơi đều ca tụng nghĩa khí của Đề Thám đối với chủ cũ. Rạng sáng ngày 30 tháng 11 năm 1892, thiếu tá Bali kéo quân đến càn quét nghĩa quân Yên Thế ở làng Bằng Cục, hòng bắt sống Hoàng Hoa Thám, nhưng bị nghĩa quân chống trả kịch liệt rồi tản vào các làng mạc. Từ đó, thế rằng co lại diễn ra giữa ta và địch ở Yên Thế. Hoàng Hoa Thám sẽ dẫn dắt nghĩa quân như thế nào giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Sau cái chết của Đề Nắm, Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế.
Bất chấp những khó khăn chờ đợi ở phía trước, ông vẫn bước vào cuộc chiến với một niềm tin sắt đá. Kể từ đây, với tài năng quân sự lỗi lạc của mình, Hoàng Hoa Thám đã trở thành linh hồn của phong trào Yên Thế mãi về sau. Thưa anh em, ta Thân Mã Phước hôm nay cùng anh em ở đây làm lễ tế cờ, trao lại chức tổng chỉ huy lãnh chức tổng thống quân vụ của phong trào Cần Vương đất Bắc cho vị tướng tài ba Hoàng Hoa Thám. Mong thủ lĩnh mới chân cứng đá mềm nhận trọng trách cao cả này, khôi phục và tổ chức lại nghĩa quân ở Yên Thế thống nhất làm một. Trước đất trời và tổ tiên, tôi Hoàng Hoa Thám xin khắc ghi lời, thề một lòng yêu nước thương nòi, quyết chiến với giặc Pháp, nối chí ông cha, bất khuất kiên cường, giành độc lập cho nước nhà. Sau khi trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế, Hoàng Hoa Thám vừa khôi phục lực lượng, vừa tìm cớ hoãn binh với kẻ thù. Pháp không từ một thủ đoạn nào, từ phù dụ đến bao vây tàn sát, nhưng bằng chiến thuật du kích tài tình, Hoàng Hoa Thám đã tránh được mũi nhọn của quân Pháp và đã gây cho chúng những tổn thất nặng nề. Biết đi đâu bây giờ? Đám dân phu như chúng ta bị lùa vào các chiến dịch để tải lương, vác đạn cho quân Pháp, giờ trốn được thì lại bơ vơ, không còn chỗ nào để về. Hay là tham gia nghĩa quân đi, chúng ta hãy lên rừng xin nhập nghĩa quân Yên Thế của ông Đề Thám. Chẳng phải dân gian đã truyền miệng câu, đã mang lấy tiếng cu ly, theo quân Đề Thám ta đi lên rừng đó sao? Ừ đúng, Đề Thám là vị thủ lĩnh mà chỉ với 20 nghĩa binh đã dám đương đầu với những đơn vị lớn, có Đại Bác yểm trợ, người mà tất cả các sĩ quan Pháp đều bất lực không sao bắt nổi, người luôn làm cho đội quân càn quét của giặc bị tổn thất nặng nề mà phần mình vẫn nguyên vẹn. Ông ấy chính là niềm hy vọng của chúng ta. Sao không thấy ai hết thế này? Có khi nào căn cứ này của nghĩa quân đã bị Pháp phá mất rồi không? Các anh là ai? Tới đây làm gì? Chúng tôi chính là những công nhân ở Bắc Ninh, nay chúng tôi muốn gia nhập nghĩa quân Yên Thế, xin ông thu nhận. Các anh chưa nghe quân Pháp gọi nghĩa binh Yên Thế là gì sao? Là giặc cướp, thổ phỉ, phiến loạn đấy. Vậy thì chắc ông cũng chưa nghe câu truyền miệng của nhân dân rồi. Giặc cướp cướp một con gà, sao bằng quan lớn cướp ba con bò? Chúng tôi không sợ. Ai là con dân nước Nam mà lại có thể ghét bỏ, kinh sợ Đề Thám chứ? Tốt lắm, có tinh thần này, sức mạnh của nghĩa quân tăng lên gấp bội. Mọi người có thể theo nghĩa quân của ta về tụ nghĩa dưới ngọn cờ của Đề Thám. Nhưng mà sao đồn lại vắng thế này? Không còn ai ở đây sao? Bọn Pháp lấy cớ ta có liên hệ với ông Đề Thám để xúi dục công nhân bỏ việc về nhà, nên chúng đã tịch thu toàn bộ gia sản của ta ở đây. Nay ta sẽ đem toàn bộ lực lượng của mình lên thuống thượng. Hay quá, cho chúng tôi đi với. Trở thành thủ lĩnh của phong trào Yên Thế, Hoàng Hoa Thám đã dần khôi phục lực lượng, xây dựng lại căn cứ, tổ chức được bộ chỉ huy mới gồm nhiều thủ lĩnh trẻ và từng bước đưa phong trào bước vào giai đoạn mới. Hoạt động của nghĩa quân càng làm tăng thêm lòng cảm phục của dân chúng dành cho ông. Họ gọi ông là Hùng Xám Yên Thế.